Đây là những tác phẩm đẹp của tuần vừa rồi, các bạn cùng xem qua nha. Xin chào các bạn học sinh khối 5. Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tác phẩm nghệ thuật của nền mỹ thuật Việt Nam nha. Trước khi xem tranh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Đây là chân dung của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912 và mất năm 1977 ở Xuân Tảo, Từ Liêm, Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã đạt những giải thưởng như giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996, huân chương lao động hạng nhất hay huân chương kháng chiến hạng ba cho những đóng góp của ông trong sự nghiệp về nền hội họa Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã tốt nghiệp khóa 5 năm 1929-1934, trường Mỹ thuật Đông Dương. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ông dạy vẽ ở nhiều trường tư thục tại Hà Nội và Huế, từng làm tổng thư ký Hội khuyến khích mỹ thuật và kỹ nghệ. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung là một họa sĩ tài năng. Ngoài ra, ông còn là một nhà nghiên cứu nghệ thuật. Ông có nhiều bài viết về nghệ thuật phương Đông và phương Tây, đặc biệt là mỹ thuật cổ Việt Nam. Ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật, đồng thời cũng là người có công đầu trong việc xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đây chúng ta hãy cùng xem một số tác phẩm của ông. Tác phẩm Công nhân cơ khí được ông vẽ năm 1962 bằng chất liệu sơn dầu, hiện nay được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh Tan ca mời chị em đi học để thi thợ giỏi là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Sau đây chúng ta hãy cùng xem tranh Du kích tập bắn. Bức tranh Du kích tập bắn là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, được sáng tác để phục vụ cho cách mạng Việt Nam. Các em hãy nhìn bức tranh và cho cô biết hình ảnh chính của bức tranh là gì. Đây là bức tranh diễn tả buổi tập bắn của tổ du kích. Năm nhân vật được sắp xếp ở trung tâm với những tư thế khác nhau rất sinh động. Người bò, người trường, người ngồi như đang chuẩn bị ném lựu đạn, người đứng ngắm dưới dao thông hào.
Ngoài năm nhân vật chính trên, các em còn thấy gì nữa? Những hình ảnh ngoài năm nhân vật chính trên đó là những hình ảnh phụ của bức tranh. Phía xa đó là bầu trời, là nhà, là cây, là núi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn về màu sắc của bức tranh nhé. Bức tranh có những màu chính nào? Chúng ta có màu vàng của nền đất, màu xanh thẳm của nền trời, màu trắng bạc của mây, diễn tả cái nắng chói chang rực rỡ trên bãi tập và thời tiết nóng nực đặc trưng của miền Nam Trung Bộ. Màu sắc có đậm, nhạt, rõ ràng. Bây giờ chúng ta hãy cùng kết luận về bức tranh nào. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng. Còn các em, hãy cho cô biết nhận xét của các em về bức tranh của họa sĩ nhé. Ví dụ như các em thấy về bố cục của tranh, về cách sắp xếp những hình ảnh chính phụ như thế nào, tư thế của các nhân vật hay về màu sắc của tranh. Các em hãy tự nêu cảm nhận của mình về tác phẩm các em nhé. Về họa sĩ Nguyễn Thụ, cô mời các con cùng đọc thầm nội dung về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác và phong cách sáng tác của ông nhé. Các con đã nhớ được một vài nét về họa sĩ Nguyễn Thụ chưa? Chú ý nghe phần tóm tắt của cô nhé. Họa sĩ Nguyễn Thụ sinh ngày 12 tháng 12 năm 1930 ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ông tham gia bộ đội, chuyên vẽ báo, tranh tuyên truyền. Ông là phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ông đã được phong học hàm phó giáo sư, danh hiệu nhà giáo nhân dân. Nguyễn Thụ là một trong những họa sĩ đầu tiên phát triển nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Đa số tác phẩm của ông hướng tới việc thể hiện hình ảnh Bác Hồ, phong cảnh sinh hoạt và cuộc sống vùng miền núi phía Bắc. Tranh của họa sĩ Nguyễn Thụ có hình ảnh và bố cục đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, nét vẽ phóng khoáng. Năm 2001, họa sĩ Nguyễn Thụ được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ông đã để lại nhiều bức tranh có giá trị nghệ thuật cao. Bức tranh Bác Hồ đi công tác là một trong những bức tranh nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam. Cô mời các con cùng xem tranh và trả lời các câu hỏi. Một, bức tranh được thể hiện bằng chất liệu gì? Hai, nêu những hình ảnh có trong tranh. Ba, hình ảnh Bác Hồ và anh cận vệ được thể hiện như thế nào? Bốn, dáng vẻ của hai con ngựa như thế nào? Năm, con có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh? Các con đã có câu trả lời chưa? Chúng mình cùng chú ý nhé! Bức tranh Bác Hồ đi công tác của họa sĩ Nguyễn Thụ là tranh lụa với nội dung thể hiện hình ảnh Bác Hồ trên đường đi công tác. Bố cục của tranh cân đối, hài hòa, điểm nhấn là hình ảnh Bác Hồ với trang phục giản dị,
tay giữ cương ngựa, phong thái bình thản, ung dung, nét mặt cương nghị, điềm tĩnh. Theo sau là hình ảnh anh cận vệ tận tụy. Hình ảnh hai con ngựa, mỗi con một dáng đang lội qua dòng nước. Hình ảnh phụ của bức tranh là những bông lau phất phơ trong gió, làm nổi bật không gian đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Con người và cảnh vật in bóng xuống nước, tạo cảm giác lung linh, huyền ảo. Đường nét trên bức tranh là sự kết hợp giữa những nét vẽ khỏe khoắn, mạnh mẽ ở hình ảnh Bác Hồ, anh cận vệ. Những nét vẽ mềm mại của sóng nước, bông lau, gợi vẻ bình yên, tĩnh lặng của khung cảnh ngay cả trong những ngày sóng gió của dân tộc. Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu nâu hồng trầm ấm, thể hiện không gian bức tranh vừa êm ả vừa thơ mộng. Bức tranh thật đẹp phải không các con? Ngoài bức tranh Bác Hồ đi công tác, họa sĩ Nguyễn Thụ còn vẽ nhiều tranh có giá trị nghệ thuật bằng chất liệu lụa và chất liệu khác nữa. Bức tranh Làng Ven Núi là những tranh bằng chất liệu lụa. Bức tranh Mùa Xuân là tranh khắc gỗ màu. Và còn nhiều tranh nữa, các con có thể tự sưu tầm và xem thêm nhé. Đến đây, chắc các con đã thấy được vẻ đẹp của bức tranh Bác Hồ đi công tác, cũng như một số tranh của họa sĩ Nguyễn Thụ. Bây giờ, chúng ta cùng đến với phần trải nghiệm và liên kết với tác phẩm nhé. Các con cùng quan sát một số sản phẩm mô phỏng lại tranh Bác Hồ đi công tác của các bạn. Và chúng ta nêu chất liệu, hình thức thể hiện ở mỗi sản phẩm nào. Các con đã có câu trả lời chưa? Chắc các con đã nhận ra sản phẩm 1 là tranh vẽ bằng giấy và màu. Sản phẩm 2 là chất liệu giấy, màu, đất nặn, sỏi bằng hình thức nặn, sắp đặt, vẽ, cắt tạo hình. Sản phẩm 3 là chất liệu đất nặn bằng hình thức miết đất nặn trên bảng. Sản phẩm 4 là chất liệu đất nặn, sỏi, giấy bìa màu bằng hình thức nặn, sắp đặt, cắt dán tạo sản phẩm. Sản phẩm 1 và 3 là tạo hình 2 chiều. Sản phẩm 2 và 4 là tạo hình 3 chiều. Mỗi sản phẩm có một vẻ đẹp riêng đúng không nào? Vậy cách tạo sản phẩm như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Cô mời các con cùng quan sát cách thực hiện và cho biết để tạo sản phẩm, ta làm như thế nào? Các con chú ý nhé! Ví dụ bằng cách vẽ, cắt dán, kết hợp với đất nặn, sỏi. Đầu tiên, các con vẽ tạo hình nhân vật chính là Bác Hồ, anh cận vệ, con ngựa. Sau đó vẽ màu và cắt rời hình ra. Tiếp theo, tạo bối cảnh, không gian. Cuối cùng, sắp đặt các nhân vật vào bối cảnh, thêm các chi tiết phụ để hoàn thiện sản phẩm. Với hình thức nặn và sắp đặt bằng chất liệu. Với hình thức vẽ, thì các con cũng vẽ các nhân vật chính trước, thêm các hình ảnh phụ và cuối cùng vẽ màu. Chú ý tạo không gian xa gần cho bức tranh thêm đẹp. Như vậy, có nhiều hình thức và chất liệu để mô phỏng lại bức tranh Bác Hồ đi công tác như vẽ, xé dán giấy, đất nặn, kết hợp với các chất liệu khác. Mỗi hình thức các con cần lưu ý tạo nhân vật chính, cân đối, nổi bật, hình ảnh phụ phù hợp, màu sắc khác nhau, có đậm, có nhạt. Làm xong, các con nhớ cất dọn đồ dùng cẩn thận và rửa tay sạch sẽ. Các con nhớ chưa nào?
Các bạn sẽ xem qua những tác phẩm mà các bạn đã mô phỏng lại bức tranh Bác Hồ đi công tác bằng rất là nhiều những chất liệu khác nhau. Sau đó các bạn sẽ chọn ra những chất liệu nào mà các bạn thích nhất, những thể loại mô phỏng nào các bạn thích nhất, và các bạn sẽ tạo ra cho cô một bức tranh về Bác Hồ đi công tác ở trong tờ giấy A4. Chúc các bạn sẽ có được một tác phẩm thật đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye!